Đây là món đậu hũ sốt cà, làm rất là nhanh, anh chị các bạn làm cho gia đình thưởng thức. Nếu thấy video này hay, anh chị nhớ like, share, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Món đậu hũ sốt cà rất ngon, rất hấp dẫn, làm nhanh, đơn giản, cay mặn đều dùng được. Một hai miếng đậu hũ, giờ cắt miếng, mình cắt vuông. Mình dùng 200g cà chua cắt hạt lựu, một củ hành tây nhỏ 50g cắt hạt lựu, một ít ngò rí và hành lá cắt nhỏ, dùng 15g tỏi băm nhỏ. Để các bạn cho mình 3 muỗng canh dầu ăn. Còn cho đậu hũ vô áp chảo cho nó vàng hai mặt luôn. Rồi, bây giờ mình lấy ra, mình để lại một ít dầu cho một muỗng canh tỏi băm, mình xào cho tỏi nó hơi vàng cho nó thơm. Rồi cho hành tây vô, cho cà chua vô luôn. Mình xào cho hành tây và cà chua nó chín mềm. Các bạn cho khoảng 4 muỗng canh nước. Tiếp tục xào cho cà chua nó mềm. Các bạn cho 1 muỗng canh dầu hào. Dùng 1/4 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường. Các bạn cho thêm 2 muỗng canh nước ớt. Rồi mình đảo cho thấm đều gia vị. Rồi, rất ngon. Cho ít hành lá, hồ rí. Rồi đảo lại ha. Hành lá nha. Ít tiêu xay nếu thích. Sốt cà rất ngon, rất hấp dẫn, làm nhanh, đơn giản, cay mặn đều dùng được.